Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết đô thị của kênh VTC14. Mở đầu bản tin mời quý vị và các bạn cùng đến với những xu thế thời tiết chung trên cả nước. Đêm qua, một bộ phận không khí lạnh từ phương Bắc di chuyển xuống đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ đã có mưa ở một vài nơi. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ gần sáng nay có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng biển cấp 4 cấp 5 các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét khu vực ngoài khơi do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, khu vực phía Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Trong khi đó, ở vùng biển phía Đông Nam Biển Đông, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bô Pha nên từ sáng nay gió đã mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, biển động cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau Hiện ở phía bắc nước ta có một bộ phận không khí lạnh tiếp tục có hướng di chuyển xuống khu vực. Khoảng đêm về sáng nay mùng 5 tháng 12, khối không khí lạnh này sẽ tấn công thời tiết miền Bắc, sau đó không khí lạnh sẽ lan xuống các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, vùng núi có nơi thêm mưa phùn. Nhiệt độ các tỉnh thành lại tiếp tục giảm từ 2 đến 3 độ nữa, thời tiết chuyển lạnh, rét sâu, vùng núi ban đêm trời rét đậm, vùng núi cao rét hại. Tại khu du lịch Sapa nhiệt độ có khả năng xuống 7 đến 9 độ. Trong khi đó thì tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ trong ngày duy trì ở mức 16 đến 18 độ, độ ẩm khoảng 95%. Cùng với tiết trời rét là sương mù dày làm giảm tầm nhìn, do độ ẩm trong không khí luôn duy trì ở mức cao nên nhiều nơi ở khu vực ngoại thành Hà Nội sẽ có hiện tượng thời tiết mà ông cha ta vẫn nói là quá mù ra mưa. Đây là chế độ thời tiết xấu gây bất lợi cho các hoạt động của người dân địa phương, nhất là với việc lưu thông và sản xuất nông nghiệp trong vùng. Đối với thành phố cảng Hải Phòng thì ngày hôm nay thời tiết không mấy thuận lợi, trời rét sâu kèm theo sóng gió mạnh dần gây biển động. Tại khu vực nội thành thành phố trời đầy mây và sương mù bao phủ, nhiệt độ trong ngày dao động từ 16 đến 18 độ, độ ẩm khoảng 95 đến 100%. Trời ẩm ướt, những hệ lụy do thời tiết đem lại như nhà cửa ẩm ướt, quần áo phơi không khô, nhiều đồ dùng điện tử bỗng dưng dở trứng và đặc biệt là người già trẻ nhỏ bị ốm hoặc mắc các bệnh liên quan đến thấp khớp, hô hấp, tiêu chảy là những điều phiền não khiến nhiều người cảm thấy vô cùng khổ sở trong những ngày mùa đông này. Xu hướng trong vài ba ngày tới, thời tiết khu vực ít thay đổi. Đối với các tỉnh thành miền Trung, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ cũng sẽ có mưa đều khắp, giải rác mưa vừa, có nơi mưa to và rông. Còn từ khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Hội An trở vào thì thời tiết khá ổn định. Ngày hôm nay tại trung tâm thành phố Đà Nẵng trời chuyển nhiều mây và có mưa nhỏ vài nơi. Biên độ nhiệt trong ngày phổ biến từ 22 cho đến 30 độ, độ ẩm là 60%. Sau hai ngày nữa, khả năng tại khu vực sẽ có sương mù xuất hiện vào sáng sớm. Từ sáng sớm, người dân thành phố Hồ Chí Minh đã có một ngày nhiều mây. Nguyên nhân của đợt thời tiết có chuyển biến này là hoạt động của trục rãnh thấp phía Nam với những khối mây rông mạnh đang hoạt động ở ngoài biển. Do phía Bắc đang có không khí lạnh hoạt động, nên trục rãnh thấp phía Nam ít có khả năng gây ảnh hưởng cho khu vực các tỉnh thuộc phía Bắc nước ta. Phạm vi hoạt động mạnh của giảm mây rông gây mưa này chính là từ 8 độ vĩ Bắc trở xuống. Trên hệ thống ảnh mây vệ tinh cho thấy, khả năng trong chiều nay tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mưa nhỏ. Do mây còn duy trì, cho nên buổi trưa trời nắng không nhiều và nhiệt độ giảm nhẹ hơn những ngày trước khoảng 1 độ. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở vào khoảng 33 độ, thấp nhất về đêm là 24 độ, độ ẩm trong không khí ở mức 50%. Nói chung, tiết trời trong ngày tương đối thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt và giao thông. Đối với các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, do có vị trí gần trục rãnh thấp phía nam hơn nên trời chuyển nhiều mây và mưa xuất hiện có phần đều hơn. Tại khu vực thành phố Cần Thơ, thời tiết có mưa nhẹ với nhiệt độ trong ngày là từ 24 đến 33 độ, độ ẩm duy trì ở mức 55 đến 60%. Xu hướng trong 1 đến 2 ngày tới, trạng thái thời tiết tại thành phố vẫn nhiều mây và có mưa nhẹ. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời tiết đô thị sáng nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!